Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn hết sức ác liệt. Quân đội Nga tiếp tục tiến hành các chiến dịch tấn công dọc theo biên giới vùng Kharkov, trong khi lực lượng Ukraine ra sức chống đỡ. Đến sáng ngày 24 tháng 5, các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một số cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng đường sắt ở tỉnh Kharkov cùng một loạt các mục tiêu khác. Trên hướng Donetsk, lực lượng Nga được cho là đang chuẩn bị tung đòn quyết định vào thị trấn Chasovia. Từ sáng sớm 23 tháng 5, quân đội Nga đã mở đợt tấn công mạnh sử dụng một lượng lớn xe bọc thép, trong đó có nhiều xe tăng nướng thịt hay còn gọi là xe tăng rùa. Tới đêm ngày 23 tháng 5, cập nhật tình hình phía nam huyện Bakhmut cho biết quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Adriivka và Kleschivka, hai cứ điểm kiên cố của Ukraine mà trước đây cả năm trời dù tấn công dữ dội bằng đủ mọi chiến thuật cũng không thể giải quyết. Ở chiều ngược lại, tại khu vực Kharkov, quân đội Ukraine đang tập trung ngày càng nhiều binh sĩ, cho thấy một cuộc phản công đang được lên kế hoạch. Cùng với đó, Kiev một lần nữa thực hiện cuộc tấn công bằng UAV cảm tử vào vùng lãnh thổ Tatarstan của Nga. Tuy nhiên, các máy bay không người lái có cánh cố định đã bị các phương tiện phòng không đang làm nhiệm vụ tiêu diệt. Ngoài ra, Ukraine cũng đe dọa sẽ tấn công tàu kết, cây cầu huyết mạch nối Nga với vùng lãnh thổ sáp nhập Crimea. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho rằng các quốc gia phương Tây đã thất bại trong việc gây áp lực buộc Nga phải chấm dứt xung đột tại Ukraine do họ không muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Moscow. Ông Volodymyr Zelensky nhận định đây cũng chính là nguyên nhân khiến phương Tây không cho phép Ukraine sử dụng các loại vũ khí do nước ngoài sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Cũng theo ông, mặc dù phương Tây đã khiến các công ty nước ngoài rút khỏi Nga và đóng băng tài sản của Moscow, nhưng các quốc gia phương Tây vẫn né tránh các biện pháp quyết liệt hơn. Ông Zelensky lập luận điều tương tự cũng xảy ra với việc đóng cửa các cơ quan ngoại giao phương Tây tại Nga và trục xuất các nhà ngoại giao Nga về nước. Ông Zelensky đã nhiều lần chỉ trích phương Tây vì không thể gây sức ép với Nga. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông cho rằng Nga sẽ không rút khỏi các khu vực mà Ukraine tuyên bố chủ quyền nếu như không bị Mỹ và Trung Quốc gây áp lực đúng cách. Hồi tháng 2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết mọi nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga đã thất bại. Song ông thừa nhận áp lực của phương Tây lên Moscow và các đối tác của Moscow sẽ gia tăng. Cụ thể, gần đây đã có nhiều bình luận từ giới chức phương Tây về khả năng đưa quân tới Ukraine. Dù còn nhiều tranh cãi, song ý tưởng này nêu bật khả năng xung đột trực tiếp giữa Nga với lực lượng NATO. Phía Nga cũng không im lặng trước những phát biểu mang tính đe dọa. Trong ngày 23 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại Belarus và được chào đón bởi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày của Putin, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận nhiều vấn đề bao gồm việc Minsk tham gia tập trận hạt nhân của Moscow. Trước đó, Nga đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật tại quân khu miền Nam. Giới quan sát nhận định, việc diễn tập hạt nhân là tín hiệu cảnh báo phương Tây không nên can thiệp sâu hơn vào vấn đề Ukraine. Đầu tháng 5 năm nay, Tổng thống Lukashenko đã yêu cầu quân đội Belarus tổ chức diễn tập hạt nhân đột xuất. Động thái này diễn ra ngay sau khi Nga tuyên bố chuẩn bị tập trận hạt nhân chiến thuật để đối phó với các hành động gây hấn từ phương Tây. Trong năm 2023, Nga và Belarus đã ký thỏa thuận triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của Belarus. Vào tháng 6 năm 2023, những hệ thống vũ khí đầu tiên đã được đưa tới Belarus. Tới tháng 12 cùng năm, chính phủ Belarus tuyên bố rằng quá trình triển khai vũ khí hạt nhân đã được hoàn tất.